Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo nhỏ để các bạn có thể xúc tiến cái quá trình xác minh danh tính Google AdSense của các bạn nhé. Tức là khi mà các bạn kết nối kênh YouTube mà đủ điều kiện kiếm tiền, kết nối với cái tài khoản Google AdSense của các bạn ấy thì bạn sẽ phải theo cái ngưỡng là 10 đô. Tức là bạn đạt được 10 đô thì các bạn mới được xác minh danh tính. Thì sau khi xác minh danh tính thì nó sẽ đến cái phần là xác minh địa chỉ, tức là mã PIN, và đủ 100 đô thì các bạn sẽ được nhận tiền từ YouTube, tức là thêm tài khoản ngân hàng. Thì nói chung là mọi người rất hay kiểu tạo cái tài khoản AdSense ra xong rất là lo lắng cái phần xác minh danh tính, đợi lâu mà chưa có doanh thu đâm ra là chưa được xác minh danh tính ấy, tức là 10 đô ấy. Thì bây giờ mình có một cái cách để cho các bạn, tức là sau khi các bạn kết nối xong và được bật kiếm tiền rồi thì các bạn sẽ có cái tính năng gọi là donate, tức là cái super thanks, super sticker ấy. Ở trên YouTube ấy, thì các bạn có thể tận dụng cái đó để các bạn gọi là nộp tiền cho YouTube, nộp 10 đô. Có thể 10 đô hoặc là hơn 10 đô một tí, tùy theo cái mức chọn của YouTube, để các bạn có thể đủ điều kiện là xác minh danh tính luôn. Nó sẽ trong vòng khoảng tầm mấy ngày thôi các bạn sẽ được quyền xác minh danh tính luôn. Tức là trong vòng 2 ngày, thì YouTube nó cập nhật doanh thu trong vòng 2 ngày mà. Thì mình làm đây cho một bạn thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà vướng mắc trong cái phần Google AdSense ấy, tạo kết nối Google AdSense rồi là hỗ trợ có câu hỏi gì ấy, thì các bạn có thể xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả nhé. Mình có hỗ trợ các bạn là mấy cái dịch vụ này. Ok. Ví dụ ở đây thì mình sẽ vào cái kênh của bạn ấy nhé. Tất nhiên là các bạn sẽ phải có một cái tài khoản YouTube khác, tức là có một cái kênh YouTube khác so với cái kênh chính. Ok nhé, ví dụ đây là cái video ở trên cái kênh của bạn ấy. Bạn ấy tên là Trúc Nhà Quê nhé. Thì không biết có nhà quê không. Thì các bạn sẽ có một cái nút ở đây gọi là nút cảm ơn hoặc là nút super thanks, super sticker ở ngay chỗ này nhé, khi mà đăng video lên. Nhưng mà tất nhiên là các bạn sẽ phải bật cái tính năng này lên ở trong cái phần kiếm tiền của kênh YouTube của các bạn ấy. Ví dụ mình sẽ chỉ cho các bạn nhé, ở đâu nhé. Ví dụ ở trong cái phần YouTube Studio này các bạn sẽ phải bật nó lên nhé. Đây nhá, ở trong cái phần kiếm tiền ấy nhá, còn gọi là cái phần kiếm tiền, tức là ấn vào cái tab ơn này. Thì các bạn đi đến cái phần là Super này nhá. Trong cái Super này thì các bạn nhớ bật cái này lên nhá, Super Chat, Super Sticker này, hoặc là Super Thanh này nhá. Bật cái này lên thì các bạn mới có cái tính năng để donate, để cho cái tiền nó vào tài khoản AdSense. Ok, bây giờ mình sẽ bảo bạn ấy bật lên nhé. Hi. Ok. Ok, đấy thì sau khi mà các bạn ấy đã bật lên ấy, thì bạn ấy sẽ có cái nút này nhé, nút gọi là nút thanks. Thì các bạn ấn vào đây. Các bạn ấn vào cái nút này gọi là nút cảm ơn, tiếng Việt là cảm ơn nhé. Ở đây nó sẽ có này, buy a super thanks, directly support Trúc Nhà Quê. Thì các bạn sẽ có các mức tiền 20.000 này, 50.000, 100.000, 150, 250. Tức là 10 đô thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 250.000 thôi. Nhưng mà thôi các bạn, tại vì là nếu 250.000 thì nhỡ nó thiếu thì lại mất công làm lại. Thì các bạn cứ đặt theo cái mức cao hơn đi, 500.000. Thì mình sẽ đặt cái mức là 500.000 nhé. Sau đó là nhấn vào đây, buy và send. Thì bạn Trúc bạn ấy sẽ được thông báo ngay ở trên kênh luôn. Ok, buy, send. Xong rồi các bạn sẽ chọn cái phương thức thanh toán. Thì thông thường ấy mình sẽ dùng cái thẻ Visa. Ở đây nó gọi là cái thẻ Visa của mình cái này, số thẻ các thứ này. Sau mình nhấn vào nút này, nó nhấn buy. Thế còn nếu mà bạn không có thẻ Visa thì bạn có thể thêm vào. Nếu mà bạn phải có cái thẻ thanh toán quốc tế nhất để có thể thanh toán cho cái Google này. Sau bạn nhấn vào đây buy. Ok. Xong rồi. Tức là sau khi nhấn vào buy thì nó sẽ hiện lên một cái gọi là kiểu nhảy múa ấy, chúc mừng ấy, bạn đã mua cái super thanh cho người ta. Đấy, bạn săn nó sẽ gửi cho bạn cái hóa đơn này nhá. Ví dụ mình sẽ đi vào cái này trong phần email của mình nhá, nó sẽ gửi email cho mình là cái hóa đơn mình đã mua. Đấy, bạn đã mua cái super thanh cho kênh Trúc Nhà Quê và tiền ấy, tiền là 500.000, thuế là 26.000. Mua 500 mất thuế 26.000, trả bằng Visa tổng cộng là 526.000. Ok, đơn giản thế thôi. Còn đây là order number các thứ. Đấy là một cái mẹo để các bạn có thể đạt được cái gọi là mức ngưỡng thu nhập của Google AdSense để các bạn có thể tiến hành xác minh danh tính nhanh ấy. Đấy, thì còn nếu như mà bạn nào mà xác minh danh tính mà cần phải tham khảo cái quy trình xác minh danh tính thì các bạn có thể xem video mình đặt ở trên này. Đấy, thế còn bạn nào mà cần mình hỗ trợ xác minh danh tính này, nhận mã PIN này, rồi là mấy cái về thêm tài khoản ngân hàng, rồi là vướng mắc về AdSense ấy, thì các bạn có thể theo xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả nhé. Mình hỗ trợ cái đấy với chi phí nó rất là rẻ thôi. Thật ra là sẽ giúp cho các bạn là có thể hoàn thành được những cái bước đấy. Các bạn có thể kiếm tiền từ YouTube. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.